Xin chào mọi người, lại là mình đây. Những ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. Cũng có thể là rơi vào nhóm Telegram để cập nhật những kèo airdrop mà mình chia sẻ trên kênh và những kèo airdrop mình không chia sẻ trên kênh nhé. Ok, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người dự án nhận Coinbit, sàn Coinbit của Ấn Độ nhé. Cái dự án này mình đã làm video hướng dẫn mọi người lần đúng không ạ? Thì nó có chương trình airdrop lần trước là mọi người sẽ đăng ký và nhận 200 đô token token CIN nhé, tức là 2.000 đấy, mọi người sẽ nhận được 2.000 token CIN tương đương với 200 đô nhé. Tức là giá của nó như thế, giá của nó là nó sẽ bảo là 200 đô nhé mọi người. Còn hiện tại thì giá của cái đồng CIN này thì nó chưa list sàn, nhưng cái sàn Ấn Độ này thì bây giờ nó sẽ ra chương trình airdrop thứ hai, nó có nhiều chương trình airdrop, tức là chương trình đầu tiên là nhận 2.000 CIN này, chương trình thứ hai là nhận 1.000 CIN, chương trình thứ ba là nhận 500 CIN đấy. Thì bây giờ hiện tại thì nó sẽ có chương trình airdrop tặng cho mọi người 50 đô token skin này đấy. Điều kiện là mọi người cần phải KYC, đăng ký tài khoản và KYC thành công nhé. Và lưu ý nữa là mọi người có thể mời bạn bè và người thân để tham gia nhận thêm token này nhé. Ok nhá. Mà mình xin lưu ý là hiện tại thì nếu như mọi người đăng ký nhận được token thì hiện tại là nó vẫn chưa cho mọi người có thể rút được nhá, rút tiền được nhá. Bởi vì đồng CIN này của nó chưa được list sàn nhá, chưa list sàn nên mọi người lưu ý. Nó cho free thì mọi người cứ nhận nhá. Đấy thì không mất gì nhá. Thì mọi người để biết đấy, thì những cái token sàn ấy thì nó sẽ là giá trị nó sẽ cao đúng không ạ? Nếu như mà nó phát triển ấy thì đồng token sàn thì nó rất là cao đúng không ạ? Ok, để tham gia được cái dự án này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình nhé. Sau đấy mọi người sẽ đăng ký bằng tài khoản Gmail này, sau đấy mật khẩu, nhập mật khẩu, xác nhận là mật khẩu. Sau khi mọi người điền đầy đủ thông tin này rồi thì mọi người bấm vào tôi chấp nhận này nhé. Tiếp theo là mọi người sẽ bấm chữ đăng ký vào này. Khi mọi người bấm đăng ký vào thì nó sẽ có một email config gửi về hộp thư của mọi người. Mọi người lưu ý là mọi người cần vào mọi người config email nhé. Sau khi mọi người config xong thì mọi người sẽ bấm đăng nhập cho mình, bấm submit đăng nhập cho mình nhé. Hiện tại thì mình đã đăng ký tài khoản và KYC thành công rồi. Bởi vì mình tham gia đợt đầu tiên nhé mọi người. Bây giờ thì nó có chương trình khuyến mại đợt thứ hai, chương trình airdrop đợt thứ hai thì mọi người có thể đăng ký ngay. Ok. Rồi, sau khi vào thì sàn nó sẽ nhanh nhé mọi người. Hiện tại thì sàn này nó đã hoạt động nhá, nó đã cho các cặp tiền như ETH, BTC này đã giao dịch đấy. Còn cái đồng CIN này thì nó chưa cho giao dịch nhé mọi người. Ok chưa? Rồi, để vào đây rồi thì mọi người sẽ bấm vào phần ba gạch cho mình để mọi người KYC nhé. Ba gạch này. Sau đấy mọi người sẽ vào phần người dùng này. Đấy. Mọi người sẽ vào phần hồ sơ. Vào hồ sơ nhá. Thì hiện tại mình đã KYC rồi thì nó không hồ sơ, không cần đấy nhá. Đấy, vào đây nhá. Thì nó sẽ có các bấm xuống chỗ này nhá, chỗ mà như mình đây là mình chi tiết cá nhân đã xác minh này. Thì mọi người KYC cho mình như ta. Bước đầu tiên là mọi người vào profile này. Đấy. Vào đây nhá, mọi người nhìn để ý giống như trong hình ảnh mình nhá. Đấy, vào mọi người bấm vào đây, kích vào chữ verify này. Sau đấy mọi người sẽ điền tên của mọi người này, hàng thứ nhất mọi tên này, hàng thứ hai là tên của bạn này, họ và họ của bạn mọi người này, tên của bạn này. Những cái ký tự này mọi người viết không dấu nhá, viết cách không dấu nhá. Sau đấy là tên lót này, đấy. Và ngày tháng năm sinh. Đây là ngày tháng năm sinh này. Giới tính của mọi người này, rồi sau đấy mọi người bấm next cho mình nhá. Bấm next thì nó sẽ giao diện như thế này. Tiếp theo là nó sẽ có là mọi người nhập, mọi người ở cư trú ở đâu này, Việt Nam hay thành phố nào thì mọi người nhập vào này, tỉnh nào này, mọi người sống ở tỉnh nào nào, đây là đường này, quận huyện mọi người đâu này, xã, nếu như nhà mọi người ở thành phố thì mọi người có số nhà đúng không, mọi người nhập vào đây, còn không nữa là xã, thì mọi người còn không ở nông thôn thì mọi người nhập xã hoặc là xóm mấy rồi đó. Và đây là số nhà thì cái này thì ai có thì ghi, còn không có thì có thể bỏ qua. Mã zip, tức là mã bưu điện đấy. Mã bưu điện thì mọi người có thể lên Google search ra là mọi người ở tỉnh thành nào, mọi người viết chứ là zip code là nó ra nhá. Đấy, là nó ra tất cả các tỉnh thành nhá. Sau khi mọi người đã nhập đầy đủ thông tin rồi thì tiếp tục là mọi người sẽ submit cho mình. Rồi, đến bước là mọi người sẽ chọn hình thức KYC của nó. Mọi người lưu ý là nếu như ai mà cảm thấy mà bị mất thông tin cá nhân thì thì mọi người không làm nhé. Còn những ai mà bình thường thì mình nói thật, bây giờ mọi người tham gia tất cả các dự án hầu như đều phải KYC, đúng không? Mà KYC thì mọi người không phải mất trong cái dự án này mà mất dữ liệu cá nhân mà mọi người đã mất từ lâu rồi, đúng không? Thì trong cái phần này thì mọi người sẽ có phần là KYC bằng hộ chiếu này, KYC bằng hộ chứng minh nhân dân này và KYC bằng lái xe. Nếu như 100% mọi người muốn KYC nhanh, gọn và chính xác nhất thì mọi người dùng hộ chiếu. Đấy, mọi người hiểu hộ chiếu vì sao? Hộ chiếu là một cái chứng minh quốc tế nhá, tức là một cái chứng minh mình là người nhưng mà được quốc tế công nhận đó. Ở đâu người ta cũng dùng hộ chiếu nhá. Đấy, mọi người hiểu chưa? Đúng không? Còn chứng minh nhân dân tức là mình chứng minh mình chỉ ở nước này, ở trong cái đất nước này, mà người ta là đại diện hay là công ty của người ta ở nước ngoài thì người ta xác minh thì nó sẽ lâu hơn, đúng không? Còn bằng lái xe thì nó là bất đắc dĩ là quá không có những cái này thì mình mới đăng ký bằng lái xe rồi, đúng không ạ? Nếu như mọi người muốn nhanh thì mọi người nên đi làm một cái hộ chiếu, đúng không ạ? Hộ chiếu thì mất khoảng mấy trăm nghìn, thì mình cũng không biết, ngày xưa mình làm hết là 700 nghìn à, hình như hết 700 nghìn. Còn những ở nơi nào có rẻ hơn thì chắc cầm 400-500, đúng không ạ? Ok, thì mọi người sẽ chọn một trong ba cái này thì mọi người sẽ ấm vào. Nếu như có hộ chiếu thì mọi người chọn hộ chiếu, có chứng minh nhân dân thì mọi người chiếu chứng minh nhân, có bằng lái xe thì mọi người chứng minh bằng lái xe. Sau đấy là bước tiếp theo là mọi người sẽ chụp ảnh cho mình một cái ảnh. Nếu như ảnh hộ chiếu, ảnh chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân thì mọi người sẽ chụp mặt trước và mặt sau nhá. Đây là mặt trước này, nó sẽ có mặt sau nữa nhá. Đấy, bằng lái xe cũng là mặt trước mặt sau nhá. Nếu như hộ chiếu thì mọi người chỉ cần chụp một mặt trước này, mặt trước tức là mọi người lấy cái trang mà đầu tiên tên này và có chữ ký của mọi người, tức là một cái trang gấp lại đấy, mọi người bày ra là mọi chụp nhá. Đấy, sau đấy bấm edit file này, và file định dạng của nó chỉ là dùng, mọi người xin lưu ý là mọi định dạng ảnh của cái này là mọi người phải dùng cái đuôi là JPE này hoặc là JPG này hoặc là PNG nhá. Nếu như định dạng ảnh của mọi người không giống cái này mọi người không gửi được nhá. Mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm là nếu như cái ảnh của mọi người mà định dạng khác ấy, mọi người có thể lấy cái điện thoại khác, mọi người gửi cái ảnh đấy qua một cái tin nhắn Zalo hay là tin nhắn Facebook gì đấy. Sau đấy mọi người sẽ lưu cái ảnh nó về là nó sẽ định dạng này nhá. Đấy, sau đấy mọi người gửi ảnh vào đây. Rồi bước cuối là mọi người sẽ chụp ảnh selfie. Đấy, mọi người chụp ảnh selfie, cầm một tờ giấy, mọi người ghi cho mình chữ Coinbit, Coinbit này tức là viết một cái chữ sàn của nó đấy. Đấy, Coinbit.io hay gì đấy. Sau đấy mọi người viết ngày KYC xác minh này và viết tên của mọi người bên dưới nhá, tên không dấu nhá, viết cách không dấu này ở một tờ giấy này. Còn tờ giấy thứ hai là mọi người cầm một tay nữa là mọi người cầm hộ chiếu hoặc bằng lái xe, chứng minh nhân dân. Đấy, sau đấy mọi người chụp ảnh nhá, chụp ảnh phải rõ nét nha mọi người. Sau đấy mọi người sẽ bấm gửi thôi. Đấy, sau khi mọi người gửi thì mọi người sẽ chờ cho nó xác minh. Đấy, thì trong vài ngày hoặc là một ngày hoặc là trong vòng 24 giờ thì nó sẽ xác minh cho mọi người. Khi mọi người xác minh đã KYC thì nó sẽ ra diện thế này. Đấy, và khi KYC xong thì mọi người sẽ bấm vào ba gạch cho mình. Đấy, và mọi người sẽ bấm vào phần ví tiền, tức là phần wallet đấy. Đấy, thì mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người xem lịch sử, mọi người sẽ nhận được số tiền bao nhiêu nhá. Đây ở chỗ này là nó sẽ hiển thị chỗ này nhá, đồng kim chỗ này, ở chỗ này nhá. Đấy, hiện tại thì mình đây kim đây ạ, đồng kim nhá, token của Ấn Độ nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị chỗ này nhá. Đấy, ok chưa? Và mọi người có thể đi mời bạn bè, giới thiệu này, mọi người có thể mời bạn bè và người thân để kiếm thêm cái đồng kim này nhé. Ví dụ bạn mời được một người thì mọi người sẽ nhận được 2.000 token kim, đúng không ạ? Mọi người sẽ nhận được 2.000 token kim đầu tiên. Đây, 2.000 token kim. Hiện tại thì hình như không nhận được 2.000 token kim nữa đấy. Đúng rồi. Hiện tại hình như không nhận được, hiện tại bây giờ là mọi người sẽ nhận được 5.500 token kim này nhá. Và cái người bạn của bạn ấy giới thiệu người khác thì mọi người sẽ nhận được 250 token kim. Và cái người bạn của bạn giới thiệu nữa thì mọi người sẽ nhận được là 150 token kim. Cứ thế lên là nó sẽ có 5 liver. Đấy, mọi người sẽ nhận được là liver cuối cùng mọi người sẽ nhận được 50 token kim. Đấy. Thì đây là tỷ tăng số lượng người giới thiệu để cho mọi người nhận được thêm cái token này thôi. Chứ còn hiện tại cái token KIN này nó chưa có lên sàn. Mọi người lưu ý là mọi người chưa có lên sàn nên mọi người không thể giao dịch được nhá. hiện tại nó cho mọi người miễn phí thì mọi người cứ nhận đi ạ, đúng không ạ? Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token CIN từ sàn Coinsbit Ấn Độ nhá. Những cái dự án ở sàn, những cái dự án của Ấn Độ thì mọi người không nên bỏ qua. Rồi, tạm biệt mọi người, hẹn mọi dự án tiếp theo. Nếu như có gì thông tin gì của cái dự án này, sau này mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người có thể rút nhá. Ok, tạm biệt mọi người.